Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin kinh tế tài chính. Trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 162 tỷ đô la Mỹ. Bán chỗ đậu xe trong chung cư đúng hay sai? OPEC cộng cam kết về một thị trường dầu mỏ ổn định. Thưa quý vị, Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ban hành hướng dẫn quy định về nghiệp vụ cho vay với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, 6 đối tượng người lao động được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi khi muốn đi xuất khẩu lao động. 6 đối tượng người lao động gồm thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo từng thời kỳ, thuộc diện hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo từng thời kỳ, là người dân tộc thiểu số, là thân nhân của người có công với cách mạng và có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, bị thu hồi đất và có quyết định thu hồi đất trong vòng 5 năm kể từ ngày có quyết định. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được nhà nước giao đất và khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì đã nhận tiền bồi thường theo diện tích đất bị thu hồi. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi bị nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ. Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc. Thanh tra Tổng cục Thuế cho biết với các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, toàn ngành thực hiện thanh kiểm tra 816 doanh nghiệp, truy thu, truy quản và phạt 1.719 tỷ đồng. Những cái tên như Coca-Cola Việt Nam, Heineken, Standard Chartered đã được xướng tên. Lãnh đạo vụ thanh tra Tổng cục Thuế cho biết do số thuế thu được qua thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá rất cao, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành, nên thời gian tới hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh. Để ngăn chặn hoạt động chuyển giá, đại diện vụ thanh tra cho biết công cụ chống chuyển giá sẽ được Việt Nam luật hóa với các nhóm chính sách trong thời gian tới. Nói cách khác, chính sách chống chuyển giá sẽ được nâng cấp thành luật với các quy định gồm nguyên tắc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ giao dịch liên kết, quy định về hồ sơ xác định giá giao dịch. Theo phân tích của công ty chứng khoán SSI, ước tính sản lượng tiêu thụ của ngành thép trong năm 2020 tiếp tục tăng trưởng ở mức thấp từ 5 đến 7%. Tuy nhiên, việc gia tăng giải ngân nguồn vốn FDI có thể là yếu tố hỗ trợ cho nhu cầu thép. Theo đó, về nguyên nhân tăng trưởng chậm, SSI nhận định là do sự trì trệ ở thị trường bất động sản cùng với đầu tư công chậm. Cũng theo đơn vị này, trong năm 2020, tổng công suất thép xây dựng ước tính tăng khoảng 15% và sự gia tăng này đến từ khu liên hợp thép Dung Quốc và nhà máy VAS Nghi Sơn với công suất lần lượt là 2 triệu tấn và 500.000 tấn. Năm 2019 là một năm khó khăn đối với xuất khẩu thép do sự lan rộng của xu hướng bảo hộ giữa các quốc gia. Năm 2020, tổng nhu cầu thép thế giới được dự báo tăng trưởng khoảng 1,7%, giảm trên 2% so với năm 2019. Do đó, mặt hàng thép xây dựng trong nước rất có thể sẽ phải chịu biến động mạnh về giá do sức ép cạnh tranh và do cung tăng cầu giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2019 tiếp tục duy trì mức tăng 2 chữ số, đạt gần 162 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,7% so với năm trước. Thời gian qua, thị trường bán lẻ trong nước đã chứng kiến một số nhà bán lẻ ngoại đuối sức trên đường đua sau nhiều năm lỗ liên tiếp và đã rời Việt Nam sau khi thừa nhận chưa tìm thấy một mô hình kinh doanh phù hợp. Thực tế, kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam của các tập đoàn bán lẻ nước ngoài không hề dễ dàng và không được như kỳ vọng. Với dân số gần 97 triệu người, kinh tế tăng trưởng ổn định, thu hút lượng lớn vốn FDI, thị trường bán lẻ Việt Nam còn rất nhiều dư địa tăng trưởng. Dự báo năm 2020 là doanh thu bán lẻ hàng hóa có thể đạt mốc 180 tỷ đô la Mỹ và nếu duy trì ở tốc độ tăng trưởng cao này thì chỉ một thời gian ngắn nữa thị trường bán lẻ Việt Nam có thể cán được mốc 200 tỷ đô la. Vietnam Airlines tăng 56 chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi 7 tỉnh thành phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Vietnam Airlines cho biết vừa tăng cường 56 chuyến bay trên 7 đường bay nội địa giữa thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Quốc. Tổng số chỗ được tăng cường khoảng 11.000. Các chuyến bay được tăng cường đều được khai thác bằng máy bay A321. Trước đó, vào giữa tháng 11 năm 2019, Vietnam Airlines đã công bố cùng với Jetstar Pacific cung ứng tổng cộng 2,23 triệu chỗ, khoảng 12.000 chuyến bay trên toàn mạng nội địa cho Tết Canh Tý. Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhưng tại nhiều nhà vườn ở Quảng Ngãi đã tấp nập kẻ mua người bán, không khí xuân như đến sớm hơn mọi năm. Năm nay, anh Nguyễn Thiệt, phường Chánh Lộ, mạnh dạn tung ra thị trường Tết hơn 50 chậu đu đủ có thế dán bonsai, các chữ thư pháp lên quả. Mặt hàng này hiện bán rất chạy, thậm chí không đủ cung ứng cho khách. Cái cây đu đủ là cái dòng nó có dòng mình nước, phải khế lấy ta thì cái cây nó mới không gã, nó không hư.
phải uống cái cây nó uống nắng nó từ nhỏ miết tới giờ tới ngày hôm nay vẫn còn uống nắng chứ không phải là uống một lần đâu. Chứ cái dạng này mà chỉ cần thỏa dài ra là thẳng đứng lên lại hết. Nói thiệt là thấy dở bô ra tới ngày là họ tới chở hết. Riêng cái hòn tôi thì thấy rồi, không còn nữa. Thì cái thị trường hôm nay thì nó cũng rất là phong phú. Nói chung là cái dịp Tết bông thì cũng đủ đáp ứng cho bà con, đẹp. Tôi cũng mua rồi, cũng mua một cặp đủ đủ. Tất tần tật những cái gì mà ý muốn của đầu năm của bà con mình trong cái dịp xuân thì hình như là người ta có làm trong cái trái đủ đủ. Chị Nguyễn Thị Xuân trồng hơn 1.000 chậu cúc. Tới thời điểm này chị đã xuất đi gần 200 chậu lớn nhỏ. Dự kiến tới 22 âm lịch sẽ bán xong vì khách đã đặt hết. Cô bán nhiều chỗ lắm, chứ không phải là ở Quảng Ngãi không. Bình Định, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Tâm Kỳ nó vô rất là nhiều mà mua rất là nhanh. Chứ không có mỗi anh Nam kia, như mỗi anh Nam kia là nó giàu gió rồi nó mới mua, năm nay vô là mua ở đây thôi. Ông 30 á là 450, mà ổng là Hà Nội là 408, 409, Nam Trang. Người dân quê hương núi Ấn, sông Trà lại chuẩn bị đón thêm một mùa xuân mới rạng ngời với bao sự kỳ vọng. Và những chậu hoa cây kiểng như thế này, như điểm nhấn để lan tỏa sắc xuân đi khắp muôn nơi, ngập tràn mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, mới đây ban quản lý một chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã khởi kiện một số cư dân trong chung cư vì không chịu đóng phí thuê chỗ đậu xe nhiều năm liền. Trong khi đó, các cư dân tại chung cư này lại phản ứng việc chủ đầu tư bán 500 triệu đồng một chỗ đậu ô tô. Sự việc gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Việc bán chỗ đậu xe là đúng hay sai? Thu phí đậu xe bao nhiêu là phù hợp? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Tại chung cư The Everest Infinity, ban quản lý đã dán thông báo công khai danh sách các cư dân đậu xe ô tô nhưng không chịu đóng tiền với mức phí là 2,5 triệu đồng một tháng. Đồng thời phát đi thông báo bán chỗ đậu xe ô tô tại hầm số 2 của chung cư với giá khởi điểm 500 triệu đồng một chỗ đậu xe trong thời hạn 50 năm. Nhiều cư dân bức xúc. Mình ở đây nhưng mà mua ô xe thì cái chuyện đó là mình không nghĩ tới. Và luôn luôn tin rằng là chủ đầu tư sẽ làm đúng theo hợp đồng cam kết rằng là cho mình thuê. Cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ thuê. Có mấy cái băn khoăn. Cái thứ nhất là cái này là đúng theo cái quy định của pháp luật hay chưa. Cái thứ hai nữa là mình cũng có đọc, họ nói rằng là họ sẽ đưa cho mình cái quyền sử dụng thôi. Họ cũng có cảnh báo trước đây là quy định thì nhà nước chưa cấp sổ đỏ được. Lý giải về việc này, đại diện chủ đầu tư cho biết trong tòa nhà có hai phân khu, chỗ đậu xe máy thuộc quyền sử dụng của cư dân, chỗ đậu xe thương mại thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư. Theo đúng quy định của pháp luật thì chủ đầu tư được quyền bán hoặc cho thuê khu vực đậu xe. Những cư dân nào mà nếu mà cố tình ấy thì phải đặt buộc là có thể là đề nghị cơ quan nhà nước xem xét cái hành vi đó là giống như hành vi là sử dụng tài sản trái phép của người khác, hoặc là đề nghị là khởi kiện ra tòa để yêu cầu bảo vệ quyền lợi cho công ty. Hiện nay trên thị trường địa ốc, nhiều đơn vị khác cũng đang bán chỗ đậu xe, tùy vào từng vị trí mà có nơi bán 500 triệu đồng, có nơi bán 700 triệu đồng. Trong các khu trung tâm mua sắm và căn hộ văn phòng có nhiều vị trí cấm biển cố định, đó là những vị trí đã được bán. Đứng trên góc độ pháp lý thì chủ sở hữu căn hộ, người ta có quyền mua hoặc không mua, thuê hoặc không thuê chỗ để xe. Ngược lại thì chủ sở hữu, người ta có quyền bán hoặc cho thuê nếu khi dân cư ở đó không có nhu cầu. Về mức trần thì hiện tại quyết định số 35/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thì quy định tối đa về mức thu phí đổ xe ô tô một tháng là không vượt quá 5 triệu. Thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, do khác biệt về vị trí, thương hiệu và quy mô của dự án mà giá bán chỗ đổ ô tô tại nhiều chung cư không giống nhau. Quan trọng nhất là tính minh bạch thông tin trong các hợp đồng mua bán nhằm hạn chế xung đột. Chúng tôi đề nghị các chủ đầu tư trong thời gian tới là khi mở bán các căn hộ chung cư thì phải công bố đầy đủ thông tin về dự án, trong đó có cái thông tin về chỗ đổ xe ô tô, bao gồm cả giá bán ngay từ đầu để cho cư dân biết. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 100 chung cư xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn xoay quanh các vấn đề quỹ bảo trì, bầu ban quản trị, chất lượng chung cư và phí các dịch vụ. Để tránh những việc này thì người mua nhà nên tìm hiểu kỹ thông tin khi mua bán căn hộ, các giao dịch thương mại giữa chủ đầu tư và người mua nhà cần được làm rõ ngay từ đầu. Tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ông Suhad al-Mazrui khẳng định Liên minh các quốc gia sản xuất dầu mỏ được gọi là OPEC cộng vẫn duy trì cam kết về một thị trường ổn định, bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang gia tăng trong khu vực.
Bộ trưởng Maros A cho biết hơn 20 quốc gia đã cam kết không tăng giá dầu, duy trì một thị trường dầu mỏ ổn định và đảm bảo nguồn cung đầy đủ. Bên cạnh đó, ông Maros A cũng lạc quan về khả năng giảm leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông. OPEC cộng gồm các thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước liên minh đã cắt giảm sản lượng khai thác dầu từ đầu năm 2017 trong nỗ lực kiểm soát nguồn cung và hỗ trợ giá dầu. Tháng 12 năm 2019, OPEC cộng quyết định cắt giảm mạnh sản lượng dầu khai thác còn 2,1 triệu thùng mỗi ngày trong khoảng thời gian bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020. Giá dầu đã tăng lên hơn 70 đô la Mỹ một thùng sau khi Mỹ không kích sân bay quốc tế Basra, Iraq ngày 3 tháng 1. Tuy nhiên, giá vàng đen đã giảm còn gần 65 đô la Mỹ ngày 10 tháng 1 khi căng thẳng Mỹ-Iran tạm lắng. Số việc làm mới tạo ra ở Mỹ trong tháng 12 năm 2019 tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn và là mức tăng thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Theo công bố của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 12 năm 2019, thị trường việc làm đã tạo thêm 145.000 vị trí mới, tốc độ chậm nhất trong 7 tháng và thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 3,5%, vẫn ở mức thấp trong vòng 50 năm qua. Tính trung bình, các nhà tuyển dụng chỉ tạo ra thêm 175.000 vị trí mới mỗi tháng trong năm 2019, giảm mạnh so với mức 225.000 vị trí việc làm mới mỗi tháng của năm 2018. Như vậy, sau một thập niên tăng liên tiếp, con số việc làm trong năm ngoái chỉ tăng được 2,1 triệu vị trí, trở thành năm thị trường việc làm có tốc độ tăng trưởng yếu nhất kể từ năm 2011. Trong tháng 12 năm 2019, lĩnh vực chế tạo đã cắt giảm lực lượng lao động lần thứ ba trong năm, trong khi đó lĩnh vực bán lẻ, khách sạn, nhà hàng, giáo dục, xây dựng và chăm sóc sức khỏe dẫn đầu hoạt động tuyển dụng trong cùng tháng, cho thấy sức đề kháng của ngành dịch vụ Mỹ. Giá lương thực thực phẩm thế giới đã tăng lên mức cao nhất 5 năm qua trong tháng 12 năm 2019. Thưa quý vị, đó là báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO tháng 12 vừa qua. Theo đó, chỉ số giá thực phẩm của FAO đã tăng 2,5% so với tháng 11 năm 2019 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2014. Đợt tăng giá này đã khép lại một năm đầy biến động của chỉ số trên khi giá tăng từ tháng 1 đến tháng 5 2019, sau đó giảm suốt 3 tháng liên tiếp trước khi đảo chiều đi lên trong 4 tháng cuối năm. Chỉ số giá lương thực thực phẩm được công bố hàng tháng của FAO được đưa ra dựa trên giá trên toàn thế giới của 23 loại lương thực thực phẩm, bao gồm 73 sản phẩm khác nhau so với mức giá của năm cơ sở. Đến đây thì bản tin kinh tế tài chính cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.